qua rồi. Tôi là người lính chiến quên thân mình giữ làng quê. Những chiều rừng hành quân hướng về người em gái, chờ mãi tôi chưa lần về. Nàng yêu loài hoa tên là Thiên Lý, nên lấy phải chồng đi xa. Nhớ trước hiên nhà tranh có dàn hoa màu trắng, em cười nói xinh xinh. Đêm nay bước chân tôi trở lại làng xưa, sao lấp lánh trên sông lạnh lạnh về khuya. Nhìn phía bên kia bờ, đó làng tôi mờ mờ tựa như cánh đồng. Sau bao nhớ nhung mong gặp lại người thương, nhưng khói súng bay bay mịt mù quê hương. Chẳng biết em bây giờ có còn ôm mẹ già ôi an như ngày xưa. Chiến trường ôi điêu tàn, ngôi đền thờ rách nát, không còn những hồi trước. Như vậy vừa rồi thì em cùng các bác cũng đã vừa được thưởng thức một đoạn nhạc trên bộ cấu hình này rồi. Trước hết thì em cùng các bác sẽ đi quan sát về cặp loa đến từ thương hiệu JBL của Mỹ trước. Các bác nhìn thấy đây chính là cặp loa JBL L80T. Các bác thấy được đây là tổng thể về cách thiết kế cấu trúc driver ở mặt trước của dòng model này. Ở phía trên cùng các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái loa chép Tita. Các bác nghe thấy tiếng chép của nó rất là tơi và mịn, tiếng chép rất là thanh thoát. Và ở phía dưới các bác nhìn thấy nó sử dụng một cái loa trung giấy có đường kính vào khoảng 13 cm. Trung âm của JB thì các bác biết rồi, tiếng của nó rất là dày. Các bác nghe thấy lời ca sĩ hát rất là dày dạn. Và ở phía dưới cùng nó sử dụng một cái loa bass có đường kính là 25 cm, màng giấy gân mút. Xung quanh thùng loa này các bác thấy nó được thiết kế thùng màu vàng, vân gỗ như thế này rất là đẹp. Còn đây là ở tổng thể phía sau. Ở phía sau thì các bác thấy ở phía trên đây là tem JBL 80T, rồi là một lỗ thông hơi hình tròn, và phía dưới cùng là cọc nhận tín hiệu đi vào. Về tình trạng của sản phẩm thì các bác thấy rất là xuất sắc rồi. Em cũng quay luôn về tình trạng của nó để các bác có thể nắm được rõ về tình trạng của cặp loa này. Đó là chiếc ở phía bên tay phải, còn đây là chiếc ở phía bên tay trái này. Các bác thấy rất là đồng đều nhau, vân đồng đều, màu sắc thì đồng đều nhau. Có thể nói về tình trạng của nó các bác thấy rất là xuất sắc rồi. Và dòng này thì nó có trở kháng là 8 ohm và có công suất maximum lên tới là 150W trên một loa. Cặp loa có chiều cao vào khoảng 85, ngang vào khoảng 35 gì đó, em nhớ mong máng vậy, và chiều sâu của nó vào khoảng tầm 30. Và mỗi một chiếc loa này có trọng lượng lên tới là khoảng trên 20kg trên một chiếc, khá là nặng. Và cặp loa với tình trạng đẹp zin như thế này thì có mức giá là 16.500.000 đồng. Các bác thấy một mức giá rất là yêu thương. Các bác thấy được đây là bộ đôi sản phẩm em kết hợp cùng với cặp loa JBL L80T. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy đây chính là chiếc âm ly Marzahn PM8100SA. Về cách thiết kế của dòng này thì các bác nhìn thấy nó thiết kế rất là đẹp mắt. Hai bên thì các bác thấy nó được thiết kế hai cái núm volume to. Xin lỗi các bác, hai cái núm to. Bên này là volume chỉnh âm lượng to nhỏ, bên này là input selector chọn các đường kết nối tín hiệu đi vào. Ở phía dưới các bác nhìn thấy chế độ chỉnh bass này, chép này, ba lang này, rồi là speaker, rồi là giảm âm, DJ, Z out selector và power công tắc nguồn. Đối với chiếc âm ly này thì nó sử dụng 4 sò và chạy nguồn điện 100V. Và điểm đặc biệt của nó sử dụng nguồn xuyến tròn. Và nó sử dụng một cầu loa duy nhất thôi các bác nhá. Nó không có AB, A cộng B đâu, mà nó chỉ có một cầu thôi. Tức là các bác chơi một cặp loa thôi. Nếu như bác nào chơi âm thanh chuyên nghiệp thì các bác cũng đã biết, đối với những dòng âm ly sử dụng một cầu loa rồi.
Và chiếc Omni này thì bên cửa hàng của chúng em để cho các bác với mức giá rất là yêu thương, với mức giá là 5 triệu đồng. Các bác thấy một mức giá rất mềm các bác nhá. Các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Những dòng loa của Mỹ này, những dòng Calip, dòng JB, dòng loa Anh BB kép hay là Tannoy hay là những dòng loa Nhật vân vân, các bác đánh thì rất là tuyệt vời. Và phía dưới thì các bác nhìn thấy đây là chiếc đầu CD Denon 1650AR. Đây là mẫu đầu chạy CD chuyên nghiệp. Ở mặt trước nó sử dụng mặt màu vàng chanh. Và các bác thấy ở chính giữa nó sử dụng một cái màn hình vi tính mà. Và đây là cửa cơ đĩa này. Chế độ Play Sit Talk như Next Bài, Open, Close, công tác nguồn. Và chiếc đầu này thì có mức giá là 7 triệu đồng. Nhưng mà để chọn bộ cấu hình này thì có mức giá là chưa tới 30 đâu. Chính xác nó vào khoảng 28 triệu 500. Các bác được sở hữu một bộ cấu hình rất là tuyệt vời như thế này. Và nếu như bác nào có điều kiện khá hơn thì các bác có thể lựa chọn những chiếc Omni cao cấp hơn so với con 8100SA này. Tuy nhiên thì ở video clip lần này em phối ghép giới thiệu đến các bác để các bác có thể tham khảo. Đặc biệt là những bác nào có cái điều kiện kinh tế thu nhập không quá cao hoặc các bác muốn sở hữu cho mình những cặp loa hàng dòng, hàng hiệu như thế này. Hay là những chiếc Omni hay là những chiếc đầu CD đến từ những thương hiệu đình đám của Nhật thì các bác có thể tham khảo lựa chọn về bộ cấu hình này. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip lần này chủ yếu em test qua một đoạn nhạc và em giới thiệu sơ qua đến các bác về bộ cấu hình này để các bác cùng tham khảo, nghiên cứu. Và cuối cùng thì các bác nhớ các bác có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác vui lòng liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm hết video clip này. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.